Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình hôm nay là ngày năm tây tháng 4 các bạn. Bây giờ theo mình biết là tình hình ở Mỹ này nữa cũng càng ngày càng tăng nữa, không thấy giảm. Bây giờ trước mắt bây giờ mình thì các bạn cũng biết là virus này nó lây qua không khí. Các bạn mình nhắc nhở các bạn là trước khi ra nhà mình phải đeo cái headphone rồi đeo khẩu trang nữa. Mình cần mua cái gì hôm nay? Mình cần mua bánh mì và thực phẩm là mình về liền thôi. Các bạn, mình sẽ qua cho các bạn xem. Các bạn đeo bao tay nè, đeo bao tay trước khi mình vô cái tiệm đó mình mua cái gì. Đeo bao tay bịt khẩu trang lại bảo vệ cho chính mình các bạn. Bây giờ mình phải đi thôi, nhiều lúc mình cần mua đồ tươi mình phải đi mua về. Đừng có các bạn đừng có đi lang thang, đừng có coi đồ có đi. Mình cần mua gì mình suy nghĩ nhà trước rồi mình đi mua. Ok các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình đổ xăng rồi các bạn. Xăng hôm nay 91 mà cũng đồng 75 rồi các bạn. Xăng Costco nha bạn. Xăng Costco hôm nay là 5 tây tháng 6 còn có đồng 75 thôi các bạn. Hồi buổi đại dịch xăng xuống quá rẻ luôn các bạn. Đó, mình đang đứng cây xăng Costco. Bây giờ mình vô Costco coi có tình hình có bán gì rẻ không. Nhưng mà nghe nói là dưới 10 người mà sao chợ Costco vẫn đông các bạn. Cái chợ này là vừa được ưu tiên cho vô lai rai thôi, cũng giảm bớt. Bây giờ mình quay ngay chỗ thôi, chỗ mấy cái mặt kinh này các bạn. Hôm nay xe vẫn giảm bớt các bạn. À, thấy không, chạy vòng cho các bạn xem nha. Costco Wichita, Kansas nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, mặt kinh còn dư quá chừng luôn. Sáng chủ nhật các bạn thấy không, mình chạy vòng cho bạn xem là rất là vắng bớt rồi. Bây giờ hạn chế người vô đó các bạn, chắc mấy chợ lớn này khoảng mấy chục người thôi. Còn mua cái gì là mua về liền các bạn. Đó, thấy không, thấy không, vắng bớt rồi, lưu thưa thấy không các bạn. Các bạn, bây giờ mình đậu vô cho đọc kinh cho mình vô coi. Thưa các bạn, giờ mình đi vô nè. Giờ mình vô nè, hình cho họ đứng ở ngoài chợ, cái người ta ra thì mình vô. Nói chung cái tiểu bang mình nó cũng đỡ hơn mấy tiểu bang lớn các bạn. Tiểu bang lớn sắp hàng dài luôn. Yeah.
khi mình đứng đi mình chờ có người ra mình bây giờ phải nghe theo lệnh nha các bạn. Đó, tình hình bây giờ hơi căng rồi. Thank you. Trước mình vô đây mình hãy coi điện tử mình thất tham lắm. Nhưng mà bây giờ tình hình bây giờ là mình phải vô mua thực phẩm. Mua gì rồi mình phải gì ở đây. Thích ăn cái gì, thích ăn cái gì rồi mình mua.
chơi mà mỏi đâu. Hi, ma'am. This water, this one, how much is it? I don't see right here. I don't see a price either. Like $2.99? It was on sale. Yes, I think the last time I was here, it was like $1.50 off, and it was. Oh. It was really cheap. Oh, this one? Yeah, I don't see a price right here. Đó, bữa nay tha hồ mua, thấy không? Quá trời luôn. Bây giờ bữa nay nó hạn chế cho vô thôi. Tha hồ cái gì cũng có. Mấy tuần trước con có
trời nè, các bạn thấy không? Ôi. Ok, thank you, ma'am. Oh, you're welcome. Yeah. Đó, các bạn thấy không? Nước suối quá, trời. Kinh Misa
ta đi cho không nhà không? 27 đồng 59 à. Còn cái này là 33 đồng. Oh, 33 đồng 50 pound luôn. Không biết giờ là giờ gì đây. Chưa mình nè. 50 pound luôn. Còn cái này là 50 pound 28 đồng luôn các bạn. USA. California luôn. Trời ơi. Quá trời luôn. Còn cái gạo này là 25 pound 7 đồng 99 nè thôi. Đó mình chưa ăn thử mà nghe nói là ăn giống như gạo tắm. Nhiều luôn các bạn, thoải mái luôn. Number? 38. 8? Oh, thank you. Yes, sir. Con á, 25 đồng con đó các bạn. Cái này chắc 9 thao rồi. 9 thao là 10 thao là 2 con. À, các bạn, đây là người thành câu này. Cái này chắc là khoảng 6 thao. Con 6 thao đi. Ủa, cái này là trứng của nó nè. Bây giờ hai vợ chồng làm kho nha các bạn. Bây giờ xả độc. Em vừa vừa với cái cảnh này là mà cá thì nó không có tanh nữa mà. Ừ, cá nó không có tanh được nha. Chứ không tanh em còn làm, chứ còn có tanh em dục rồi. Cá phi tanh quá à. Cá phi kỳ trước. Tùy theo người làm. Đó, thấy không? Cá đủ luôn. Cá quá được, ngon, sạch. Ừ, sạch xấu quá. Cá quá trăng. Đó, bạn thấy không? Đó, xả mình đang làm. Cá này rất là bự, bây giờ mình kho. Mình kho, bây giờ không có thời gian nướng. Mà nướng cá này chắc cũng lâu lắm. Tính nướng à. Nướng cá này lâu lắm. Tại thật nó dày quá. Ồ, bữa mình đánh dậy đó. Rồi nhớt dậy quá rồi. Cá này đỡ, bữa có cá hả? Chưa hả? Đủ đường cá, trời ơi bự. Còn hai cái bự hơn cái xiên mình. Mà nó tanh quá. Ừ, tanh. Làm sợ luôn á. Tại vì người bạn không biết là chưa có làm cho nên không biết làm. Sợ xương nó cứng quá. Xương kia bự hơn xương này, xương này nhỏ. Ủa con cá này mà to rồi. Ồ bạn thấy không, cái tình thù nó nè. Ui trời, bự vô. Cái này chắc cá rồi, cá qua lại quá. Qua lại qua bát gì không biết. Ừ,
cứng lắm, sườn nó cứng lắm. Nấu cái gì như vậy các bạn, mình phải nấu tinh thần mình nó thoải mái thì mình mới ăn ngon được. Và cái đúng công thức của tôi thì phải cho tôi làm, bây giờ mình mới ăn ngon. Nấu gạo mới ăn lên rất là nó mùa. Còn ngày mình nấu mà mình đưa qua ngày mai là mình ăn nấu ngon lắm, giống như các clip của dì Thảo mà nó không muốn con muốn ăn tại chỗ của nhà bếp, ta nấu ra liền ăn liền. Mà thực tế là vậy. Ok, bây giờ mình di chuyển góc cạnh nè. Đó là bà xã tôi là sứa ứa mà cái đậm đưa 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 luôn. Ốm ốm quá. Cá này mua 2 con 10 phao 4 mấy đồng các bạn, để em ủng hộ mấy người câu cá để người ta có chi phí người ta đi câu tiếp. Nói chung là người Việt Nam mình làm cái gì ra tiền thì mình ủng hộ, người ta đi câu nó cũng cực. Nhưng mà dự định mùa hè này mình cũng thử đi câu các bạn, mua gần câu hết rồi. Mua 4 phao à, 4 phao là 52 đồng à,
mà mình dịch này giảm mà dịch mình lấy lòng quay cho các bạn xem nha. Snow crab cu tiết đó, giống như mình ăn buffet. Bây giờ là miễn đóng cửa hết 30/4 mà mở cửa mà chưa biết có ai đi ăn nào. Đây những loại snow crab mình đang luộc đây bún thau. Thấy không, giờ đây dần dần cũng chấm muối tiêu thôi. Ok các bạn, bây giờ chặt xong rồi, bây giờ mình rửa thêm một chút nữa cho nó sạch sẽ luôn. Phải thấm 10 phút nữa, 5 phút mình to. Ok các bạn, bây giờ mình với con gái mình ăn cua tuyết. Đẹp không? Chút thôi. Ăn chút đi đã chấm. Bây giờ bức phê không có mà, bây giờ mình mua cái này về mình ăn.
Thank you.
Yes. Ai đó, không ra bằng đâu. Ok, chị con đây.
Thank you.
Yeah.
cáo rồi đó mà. Bỏ bỏ cái bí không? Bỏ bỏ cái bí không? Đúng không? Chưa. Anh lấy đi ở dưới anh đâu đi. Anh bỏ hồi nào? Ba chưa bỏ, bỏ. Ba coi anh đâu lấy nào biết. Ngày mai chẳng yêu kéo tay với. Người cứ đi, đi xa phương trời. Anh còn để như trong trời. Anh còn để nhớ như một trọn đời. Một giây tìm nhau nữa thôi.
Vậy các bạn, nãy giờ các bạn thấy hai mẹ con ăn rồi phải không? Thôi, sớm nha, đừng có tiếp. Ok các bạn, bây giờ sau 15 phút